Rồi xin trở lại với toàn thể anh em cộng đồng mạng nhé. Thực ra thì cũng rất là vui khi được anh em tham gia các chương trình game show, nhất là trận Việt Nam thắng Thái Lan vừa qua thì cực kỳ là vui. Thì bây giờ em sẽ công bố kết quả luôn. Qua cái clip chia sẻ hôm qua, tối hôm qua, thì hôm nay em trả lời luôn bạn nào thật sự là may mắn để nhận được đôi loa làm quà tặng. Đôi loa đang mở trên clip đây. Em mở test cho các bạn nghe trước. Đấy. Giới thiệu lại, đây là một đôi loa đồng trục gân xanh, dòng loa mới OM để thiết kế nâng cấp lắp cho xe ô tô. Đây là của hãng Rockstar, chuyên về loa ô tô. Nó là cũng là dòng bình dân hợp ví nhưng mà chơi rất là tiếng rất là tốt, nhỏ nhẹ. Đấy. Nếu như anh em nào không thật sự may mắn trong game show vừa rồi thì em nếu có nhu cầu thì cũng cứ liên hệ trực tiếp Zalo cho em. Ở trong cái phần chi tiết ở dưới clip này em sẽ có thông tin chi tiết. Nếu anh em nào thật sự cũng muốn sở hữu đôi loa này với giá rẻ, em sẽ sale cho anh em. Đó là dành cho những anh em không may mắn, em sẽ sale 5 đôi cho anh em không may mắn, cực rẻ luôn để cho anh em có điều kiện chơi. Còn anh em nào may mắn trong clip này thì anh em nhắn luôn địa chỉ. Anh em nhớ nhá, nhắn luôn địa chỉ, nhắn luôn địa chỉ trong chính comment, trong chính comment của, tức là người người có cái nick trúng thưởng đấy, phải chính cái nick đấy nhắn địa chỉ cho em thì mới chính xác, đó là nick của chủ sở hữu, thì em sẽ tự động gửi về đôi loa này về đúng địa chỉ đấy, hoàn toàn là miễn phí đôi loa anh em nhé, không tính tiền đôi loa, đôi loa là quà tặng đấy, thì em sẽ gửi về cho anh em tặng anh em, coi như đó là một cái game show anh em đã tham gia rất là nhiệt tình. Để đáp ứng lại những cái sự nhiệt tình của anh em thì em không tiếc một cái gì cả. Ba đôi loa này nếu như tính ra thì em cũng mất là tiền vốn cũng khá khá đấy. Nhưng mà không sao, em rất là vui vì có lúc này lúc kia, không sao cả. Nhưng mà em cảm ơn anh em rất là nhiều vì anh em đã tham gia rất là nhiệt tình. Mong rằng những anh em chưa được tham gia thì hãy vui lòng đăng ký kênh Solo Audio, có nút bên phải màu đỏ đấy là nút đăng ký. Khi anh em đăng ký thì có những cái quyền lợi là anh em được tham gia các cái game show. Nhưng cái quan trọng nhất là chia sẻ với nhau được những cái thú vui của chơi audio. Không mất gì cả, chỉ cần đăng ký để cùng nhau tham gia và chia sẻ, comment, trao đổi với nhau thôi đấy. Khi anh em bấm đăng ký thì anh em sẽ xếp được những cái clip mà hiện tại em đang ở để ở chế độ ẩn dưới dạng thành viên. Khi anh em đăng ký thành viên, tức là anh em dùng một cái nick để đăng ký để xem cái kênh của em ấy, thì anh em sẽ, thì nó sẽ hiển thị tất cả clip từ trước đến nay. Anh em chưa đăng ký thì nó chưa hiện, anh em đăng ký thì nó sẽ hiện. Có những clip em chia sẻ dưới dạng là cách làm CD ô tô này, cách linh kiện, mua linh kiện, rồi cách chế cháo linh kiện, cách chế lốt led, cách chế bluetooth các kiểu, thì em có những clip riêng để dưới dạng riêng tư mà chỉ chia sẻ dưới dạng thành viên mới xem được. Cho nên anh em muốn xem chắc chắn anh em phải đăng ký. Còn những anh em mà chưa đăng ký, đó là những anh em cũng chưa thật sự là đam mê và chưa thật sự chú ý đến kênh, chỉ thấy tiện thì xem thôi. Thì đấy, mỗi người mỗi kiểu. Nếu anh em thật sự đam mê thì cứ đăng ký. Đăng ký thì sẽ có rất là nhiều cái hay mà anh em chẳng mất cái gì cả. Thích thì xem, không thích thì thôi. Nhưng có những cái clip rất là giá trị em đã chia sẻ cho anh em. Không vòng vo nữa, bây giờ em công bố luôn kết quả ở cái clip trước. Là em đã nói rằng là em sẽ quay số random ngẫu nhiên để cho nó ba bát theo vị trí comment từ dưới lên, có nghĩa là comment đầu tiên ấy. Bạn nào tham gia đầu tiên thì cả bạn biết, người nhiệt tình là người để lại comment đầu tiên mà. Thế nên là em sẽ chọn ra 3 vị trí theo thứ tự random ở trong phút thứ 13 của clip ngày hôm qua. Clip 8 giờ tối ngày hôm qua là bắt đầu từ phút thứ 13 là bắt đầu chính thức cái phút mà em bắt đầu quay random. Đấy, em lấy từ đó và bây giờ em sẽ mở điện thoại lên, em sắp xếp mở điện thoại lên anh em xem này. Em sẽ lấy vị trí của 3 người theo vị trí random của ngày hôm qua. Hôm qua clip phút thứ 13
của clip 8 giờ tối ngày hôm qua, đó là người có vị trí số 3, vị trí số 30 và vị trí số 58. Ba người đấy là ba người may mắn. Vậy để xác định ba cái vị trí của ba số đấy nó nằm ở đâu trong comment thì em sẽ mở lại cho anh em. Em sẽ mở lại cho anh em cái clip của tối hôm qua. Rất nhiều clip em đang để ẩn, anh em chưa xem được đâu nhé. Đây này, thành viên mới đăng ký mới xem được, còn clip ngày hôm qua là đây. Clip chương trình đá bóng ngày hôm qua đây. Rồi giảm tiếng. Clip này là cái clip mà trận bóng đá của Việt Nam gặp Thái Lan. Thì bây giờ ta sẽ bám theo cái clip game show đầu tiên đây. Thì ta đưa lên này, ta đưa lên nhận xét này. Đấy nha, anh em chọn cái chỗ sắp xếp này, chọn chỗ anh em cho em chỗ sắp xếp này nhá. Đấy thì có nhận xét hàng đầu và mới nhất thì sẽ được xếp trước, đúng không ạ? Vậy mới nhất được xếp trước thì ta chọn mới nhất được xếp trước. Mới nhất được xếp trước thì sẽ là cái dưới cùng, sẽ là cái cũ nhất, đúng không? Đấy, cái dưới cùng sẽ là cái cũ nhất. Vậy bây giờ em sẽ tua lên, tua lên, tua lên, tua lên, tua lên. Cái cuối cùng sẽ là cái cũ nhất. Và cũng đồng thời người comment đầu tiên là cái cuối cùng. Rồi, ok, hết. Vậy em sẽ tính nhá. Tính là comment này gọi là comment đầu tiên, còn những cái comment trả lời ở dưới thì không tính. Những comment ở là những câu comment của em đã trả lời cho những cái bác đấy. Vậy vị trí số 1 này, Văn Hơn Phạm. Vị trí số 1 là Văn Hơn Phạm này. Vị trí số 2 là Sơn Phạm này. Số 3 là Hoàng Trương. Vậy Hoàng Trương xin chúc mừng bác có nick Hoàng Trương. Xin chúc mừng bác có nick Hoàng Trương nha. Là vị trí số 3. Ok, đến vị trí số 4, anh Hoàng, vị trí số 5, vị trí số 6, vị trí số 7, vị trí số 8, vị trí số 9, vị trí số 10, vị trí 11, vị trí 12, vị trí 13, vị trí 14, vị trí 15, vị trí 16, vị trí 17, vị trí 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Vị trí 30 mà nhỉ. Thì em lùi lại nha, 34 thì 33, 32, 31, 30. Phạm Thế Hiển. Chúc mừng bác Phạm Thế Hiển. Xin chúc mừng bác Phạm Thế Hiển này. Phạm Thế Hiển nha, vị trí 30 nha. Vị trí 30 bạc Phạm Thế Hiển này. Vị trí 30 là bạc Phạm Thế Hiển. Bạc Phạm Thế Hiển nhớ để lại comment để xác nhận qua nha. Để lại comment để xác nhận qua nha. Rồi, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Năm tám là bác Hùng Nguyễn. Năm tám là bác Hùng Nguyễn các bác ạ. Đấy ạ, rất rõ ràng. Năm tám là bác Hùng Nguyễn. Xin chúc mừng bác Hùng Nguyễn. Xin để lại tin nhắn, địa chỉ vào đây để em gửi loa miễn phí về cho bác. Đấy, năm tám bác Hùng Nguyễn nha. Các bác thông cảm là hôm qua đã quay gen đúng ngay từ hôm qua rồi. Đấy, cho nên là những bạc là rất nhiều bạc trên này thì em đã điểm rất rõ ràng các bạn nhá. Đấy, vị trí số 1 này, Văn Hơn Phạm này, đếm từ Văn Hơn Phạm rồi lên này, 1 này, 2 này, 3 này, bạc Hoàng Trương này. Bạc Hoàng Trương nhớ nhắn tin vào đây nhá, comment chính xác vào đây luôn nhá.
comment chính xác vào đây địa chỉ để xác nhận đó chính là nick Hoàng Trương để em gửi hàng nha. Địa chỉ số 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, 16 này, 17 này, 18 này, 19 này, 20 này, 21 này, 22 này, 23 này, 24 này, 25 này, 26, 27, 28, 29, 30, Phạm Thế Hiền. Vẫn là Phạm Thế Hiền nha. Để lại cho em địa chỉ ngay trong comment nha. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, Hùng Nguyễn nha. Để lại địa chỉ trong chính comment để xác nhận hàng nha. Rồi, xin cảm ơn tất cả bà con, cô bác và toàn thể anh em yêu mến Sơn Loa Audio. Thật sự là anh em rất thông cảm cho em bởi vì số lượng quà tặng thì có hạn. Mà anh em thì ủng hộ rất nhiều, nhưng mà em phải muốn có một sự gì đó là công bằng. Thì em đã làm clip rất là rõ ràng, đếm từ 1 đến 58 đây anh em nhé. Anh em thông cảm giúp em, chứ không ai không nhận được thì cũng đừng thắc mắc. Em sẽ có những cái clip vui vẻ hơn sau nữa. Chỉ cần các bạn ủng hộ em và đăng ký kênh YouTube của em thì hàng ngày cũng sẽ có những clip rất là đặc biệt để anh em chơi. Đấy, có rất nhiều clip em đang ẩn ở dưới dạng anh em đăng ký mới xem được đây ạ. Đấy, vì cho nên là bây giờ em nói luôn, anh em cố gắng ủng hộ kênh bằng cách đăng ký. Các bác mà được em nêu tên nick ở đấy thì nhớ dùng nick đấy để comment địa chỉ vào để em gửi đi nhá. Còn những bạn nào mà không may mắn lần này, nếu mà có nhu cầu muốn sở hữu đôi loa này, muốn sở hữu đôi loa này em cũng sẽ để sale cho các bạn thật rẻ. Các bạn nào có thật sự nhu cầu đấy thì cứ nhắn tin vào Zalo 0988 434 435, thông tin chi tiết ở dưới clip thì các bạn cũng sẽ được mua với giá rất rẻ. Đó là ưu tiên 5 bác, ưu tiên cho 5 đôi thôi nhá. Chứ cũng không bán thương mại mà, cho nên cũng không thể bán rẻ hơn được nhiều đâu ạ. Đấy, các bạn nghe cái chất loa này. Đấy. Cảm ơn tất cả các bác. Vị trí số 3, vị trí số 30 và vị trí số 58. Căn cứ clip quay thưởng 8 giờ tối hôm qua, từ phút thứ 13 của 8 giờ tối hôm qua. Rất là công bằng rồi anh em nhé. Chơi cái gì cũng phải công bằng tỉ mỉ thì nó mới vui. Đây cũng là một cách ngẫu nhiên thôi, nhưng mà cũng phải công bằng. Chứ em cũng rất nhận được rất nhiều tin nhắn riêng tư, rất là nhiều tin nhắn để mọi người cũng rất là muốn được sở hữu một đôi loa, được tặng một đôi loa. Nhưng em cũng phải nói luôn là các bạn thông cảm, mặc dù nhiều bạn khách đã từng mua hàng của em, nhưng mà vì là mình đã công bố bằng video và mà chơi công khai rồi, cho nên mình cũng không làm được như thế. Em hứa là em cũng có rất nhiều món quà tặng. Sau này các bạn mua các cái đầu V5 Pro này, những cái sản phẩm đặt hàng bên em sẽ tặng kèm loa. Nếu có những vị bạn khách nào mà mua bán vui vẻ, em cũng sẽ có thể em sẽ tặng thêm một vài thứ quà tặng nhỏ. Khi các bạn mua những sản phẩm CD ô tô V5 Pro hay đặt hàng loa đài bên em. Bây giờ mời bạn nghe đôi loa. Đây ạ. Mưa tìm về dị vàng. Anh đã yêu em mười mùa mưa trước. Một mùa mưa hai đứa bước sông hành. Tình yêu đơn xa phố phường, đêm tiên người yêu đi lấy chồng. Mưa ơi gió buồn như cơn bão lòng.
tình nồng tình mong, tình buồn tình mà đắng cay, cô đơn cuộc đời ngồi bên sông cửa trong bóng ai ngoài mà nhớ. Đôi loa này thông số kỹ thuật là mắc cả 100W cơ, tầm 50 đến 100W, còn giải 4 ôm 90 đến 20.000 Hz. Rồi cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em những clip sau để chia sẻ thêm và có những cái game show thú vị hơn. Anh em nhớ đăng ký để xem được những clip ẩn nha anh em. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại nha.